Chào mừng cô chú anh chị em và cùng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi đến một bang Malacca. Đây là một bang đa dân tộc, đa văn hóa. Và nếu mà đã đa dân tộc, đa văn hóa thì đồng nghĩa với là nhiều tín ngưỡng, nhiều tôn giáo khác nhau. Chính vì thế mà đã tạo nên nền ẩm thực Malacca là sự kết hợp của những nền ẩm thực khác nhau trên thế giới. Mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo mang đến một hương vị đặc trưng, từ đó hòa quyện với nhau, tạo nên vô số món ăn khác nhau. Thường khi đi đến một nơi nào đó, mọi người sẽ giới thiệu cho các bạn là phong cảnh, địa danh nơi đó, hoặc là cần đi đến nơi nào. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là khi đến Malacca nên ăn gì. Thường ví von là có thực thì mới dựt được đạo. Chính vì thế chúng ta phải ăn thật là no để chúng ta có sức đi dạo phố cổ ở Malacca. Nào, mình xin mời cô chú anh chị em cùng các bạn cùng đi đến với mình điểm danh một số món ăn ngon nổi tiếng ở Malacca. Và lưu ý là đây là một số món ăn mà mình cũng đã ăn qua rồi, mình thấy ngon nên mình cũng xin chia sẻ lại cho mọi người cùng thưởng thức. Nếu có dịp đến, hãy đi đến nơi này. Trước tiên là cơm nấm. Ở Malacca là nổi tiếng với cơm nấm gà. Đây là một loại cơm mà đã gắn liền với ký ức của ngày xưa những người lớn tuổi. Bởi vì ngày xưa người dân địa phương đã nặn cơm nấm gà thành từng viên để người lao động dễ dàng mang đến nơi làm việc ăn trưa. Và dần dần cho đến nay là món ăn này nó đã trở thành một cái món ăn nổi tiếng. Khi nhắc đến Malacca thì mọi người sẽ nhớ ngay đến món cơm nấm gà. Cái điều mà tạo nên sự khác biệt của cơm gà là nó là những viên nấm tròn. Khi mà lúc đầu mình đi đến nơi này á, khi mà chủ quán đã đem ra hết trơn rồi, nhìn những viên tròn tròn đó mình cứ nghĩ là viên cá viên, nên mình mới hỏi chủ quán là tại sao không đem cơm gà. Thì chủ quán lại chỉ vào đó là cơm. Mình rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất là thích thú với món cơm vô cùng lạ này. Gà ở đây thì nó có hai loại là gà hấp và gà vây. Các bạn có thể kêu hai loại để ăn thưởng thức xem sự khác biệt của nó như thế nào nhé. Khi đến đây thì có rất là nhiều nhà hàng, hàng quán mở cái món gà, cơm gà nấm này. Thì mình cũng có ghi địa chỉ cho các bạn, nếu các bạn có thể đến được cái quán này ăn thì cũng được. Giá cả thì nếu mà so với những nơi khác thì mình nghĩ là nó cũng sẽ mắc. Nhưng dù sao, địa điểm đây cũng là một nơi địa điểm du lịch, thì mình nghĩ là giá cả như vậy là hợp lý. Họ cũng sẽ để sẵn giá cho các bạn, nếu các bạn thấy thích các bạn có thể vào ăn, nên đừng có lo là vụ chặt chém. Bình thường mình thấy ở bên Malaysia thì không có vụ chặt chém, đa số những nơi du lịch thì họ sẽ để giá cho bạn, bạn thấy thích thì bạn vào ăn. Sau khi cơm gà đã ăn xong thì bây giờ mình xin giới thiệu cô chú anh chị em một món địa phương. Nhắc đến Malacca là quê hương của những di sản lịch sử, một điểm nổi tiếng cho khách du lịch khám phá, thì chúng ta cũng đừng nên bỏ qua thực phẩm nho nha, một món ngon nhất ở Malacca. Nhà mình thì được một người quen giới thiệu cái tiệm bánh này. Tiệm bánh này thì khá điêu khiêm tốn, rất là nhỏ. Nhưng mà các bạn muốn ăn thì phải đặt trước nha. Bởi vì nếu mà bình thường đến mua thì sẽ không có nhiều. Nên là muốn ăn thì chúng ta cần phải đặt trước. Lên mạng nó cũng sẽ có địa chỉ và số điện thoại cho mọi người đặt. Đây là một tiệm bánh cũng lâu đời, hiện tại là đã đời thứ tư. Một tiệm bánh mà người chủ đã tiếp nối truyền thống của người bà cố mình. Nếu mà các bạn không có đặt hàng thì có thể đi đến tiệm này, họ cũng sẽ trưng bày một số loại bánh cho chúng ta mua. Nhớ là đi đến trước 11 giờ sẽ còn hàng. Mình thấy là có một số rất là nhiều loại bánh họ đã không có đem đặt ở ngoài, trưng bày ở ngoài, chỉ khi nào ai đặt họ mới làm. Bởi vì đa số những loại bánh này là bắt buộc phải làm bằng thủ công nên là rất là tốn kém thời gian. Thành phần chính của bánh nho nha là bột gạo, nếp dừa, dừa nạo, nước dừa và phẩm màu tự nhiên. Nên khi mà đến đây thì các bạn thấy là xung quanh họ trồng lá dứa rất là nhiều.
Bởi vì trong bánh ngôi nhà khuê, đa số họ sử dụng lá dứa rất là nhiều. Đây là hình ảnh ông bà của gia đình chủ quán để chứng minh thấy rằng là thế hệ của họ là thế hệ của nho nha. Và hình ảnh ở trên chúng ta thấy hình ảnh một gia đình, họ đang mặc một trang phục truyền thống của người nho nha. Papa nho nha là gì thì mình xin hẹn các bạn vào một clip sau, mình sẽ giới thiệu nói rõ về vấn đề này. Còn hôm nay chúng ta chỉ nói về bánh nho nha khoe thôi nhé. Bánh nho nha khoe có rất là nhiều loại. Bánh ngọt hạt mặn truyền thống tính là cũng có khoảng mấy trăm loại. Là khi mà ăn á, thì các bạn có thể chọn ra một số loại nào đó ăn thử. Loại bánh nho nha khoe này á, các bạn có thể tìm thấy ở khắp nơi trên đất nước Malaysia. Nhưng mà nếu mà đã đến Malacca rồi, hãy nên thử cái món ăn này. Bởi vì mỗi vùng miền nó sẽ có những cái khẩu vị khác nhau. Và nơi mà sản sinh ra cái loại bánh này thì là nơi Malacca. Tại sao chúng ta đã đến rồi, chúng ta không thể nào thử cái món ăn đó? Một món ăn chứa đầy bao ký ức tuổi thơ của người Malaysia, và một món ăn chứa đầy những hoài niệm của những người nho nha xa xưa. Những món ăn địa phương hấp dẫn sẽ làm cho các bạn cảm giác như ở trong ngôi nhà của mình. Nho nha khoe là món bánh tráng miệng có kích thước vừa ăn được cộng đồng người ở Malacca yêu thích. Nó tượng trưng như là một món ăn nhẹ của người nho nha. Cái cuộc hành trình của món ăn nho nha khiêu trải qua một chặng đường dài. Mình có thể nói sơ đó là người nhập cư Trung Quốc kết hôn với người dân địa phương, tạo ra một nền văn hóa độc đáo, ẩm thực truyền thống hoàn toàn mới. Và họ đã được sử dụng một thuật ngữ, đó là Papa Nho Nha. Và phụ nữ ngày xưa là chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp bữa ăn cho gia đình và cộng đồng. Có thể nói đối với phụ nữ ngày xưa, căn bếp là sinh mạng của họ. Có khi vì một món ăn hoặc là món bánh nào đó, họ có thể cả ngày ở dưới bếp hoặc là phải dậy sớm để chuẩn bị những món ăn đó cho gia đình. Nên kết quả là họ đã tạo ra một món ăn gọi là nho nha khiêu. Và trong ẩm thực, các bạn sẽ thấy sự pha trộn các nguyên liệu Trung Quốc và Mã Lai cũng như các kỹ thuật nấu ăn của Trung Quốc và Mã Lai. Do đó, bạn sẽ thấy trong ẩm thực, các món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến của Trung Quốc cũng như là từ bán đảo và vườn đảo Mã Lai. Mình sẽ quay rõ cho các bạn thấy một số hình ảnh bánh mà gia đình mình mua. Mình chỉ quay một ít thôi, tại vì có rất là nhiều nhưng mà mình sẽ không có thể quay hết được. Chỉ quay sơ cho bạn thấy một số loại bánh mà nhà mình mua để ăn. Và chỉ cần bước vào khoảng 5 phút, kế bên là sẽ có một cái quán cơm. Đây là một quán cơm cũng rất là nổi tiếng. Lưu ý tranh thủ đi đến sớm nhé, nếu không đến trễ là sẽ hết, không còn đồ ăn để ăn. Khi mà nhà mình đến thì cũng phải xếp hàng chờ rất. Họ cũng có bày bán rất là nhiều loại bánh nho nha khoe. Các bạn có thể đến để trong lúc khoảng thời gian mà chờ đợi kêu cơm nasi lama thì cũng có thể ăn những cái loại bánh này, hoặc là có thể uống cà phê vào buổi sáng, hoặc là ăn bánh mì sandwich, hoặc là ăn trứng dân dân dân. Họ có rất là nhiều món phong phú vào buổi ăn sáng. Mình thấy rất là nhiều người đến đây họ uống cà phê. Dường như là cà phê ở đây rất là nổi tiếng, và mình cũng đã kêu thử uống một ly. Rất là ngon, rất là thơm ngon. Đây là một gói cơm nasi lợp mặt. Đặc biệt ở Malai là đa số là họ sẽ cuốn vào là lá chuối hoặc là cuốn vào giấy như vậy để chúng ta ăn, chứ không có để vào dĩa đàng hoàng nhé. Thì theo quán cũng có để dĩa, nhưng mà nét đặc trưng của đa số của món ăn này là phải cuốn vào lá chuối hoặc là vào giấy như vậy. Nasi lemak thật sự là theo cách gọi của người Việt mà mình là cơm nước cốt dừa. Khi mà các bạn đi đến Malaysia thì nên thưởng thức cái món ăn này, bởi vì đây là một trong những món ăn hồn cốt của người Malaysia. Và lưu ý là khi mà ăn món ăn này thì các bạn nên cẩn thận, nếu không ăn cay được thì nên hạn chế bỏ samba vào. Samba nó giống như gọi là sa tế vậy đó. Thường thì bất cứ ở nơi nào trên đất nước Malai họ cũng đều bán cái món ăn này, vì được người ta giới thiệu là ở cái tiệm này rất là nổi tiếng. Nên là cả nhà mình cũng đến ăn thử. Nếu mà hỏi mình có ngon hay không thì mình cảm thấy là ở KL nó sẽ ngon hơn. Mà mình chấm điểm là chấm điểm cà phê ở quán này. Cà phê và trứng và bánh mì quán này rất là ngon.
nên mọi người có thể đến ăn thử. Cách phục vụ tuy là đông như vậy, nhưng mà chủ quán phục vụ rất là nhanh lẹ, không có cần phải chờ đợi lâu. Cửa tiệm thì khá khiêm tốn, nhỏ rộng. Mình thấy ở đất Tiểu Bang Malacca, đa số là những cái cửa tiệm họ rất là khiêm tốn, nhỏ rộn. Sau khi là chúng ta đã ăn sáng xong nè, chúng ta cũng đã thưởng thức bánh xong. Thì bây giờ tới vào buổi tối. Buổi tối đang phân vân phải ăn gì nào? Thôi thì chúng ta quay ngược trở lại ăn món ăn Trung Quốc. Đây là một tiệm mì cũng khá khiêm tốn. Thật sự là lúc đầu khi mình đến cái tiệm mì này, mình không có muốn vay, bởi vì rất là khiêm tốn, rất là nhỏ, mình cũng chẳng thấy có cái gì để là quay. Nhưng khi về lại lên mạng thì lại phát hiện ra là một cái tiệm mì này rất là nổi tiếng. Và điều đặc biệt ở tiệm mì này được người ta đặt biệt danh là tiệm mì lắc. Bởi vì lúc nào khi mà nấu ăn thì ông chú nó ăn đã thành một cái thói quen, lúc nào cũng lắc đầu một chút khi nấu mì. Chắc có lẽ là nghe theo tiếng nhạc xình xịch hay là sao mà lúc nào cũng lắc hết. Thú thật là khi đem cái dĩa mì ra làm cho mình cảm thấy không có ngon. Bởi vì thường là trong mì nó sẽ có là một chút xíu nước tương đen và nước sốt. Nó chỉ có là một ít thịt bằm và xá xíu. Nhưng khi ăn vào thì rất là tiệc, cảm thấy rất là thích, rất là ngon. Và con gái mình đã khen là mì ở đây bán ngon. Vành Thánh thì cũng như bao chỗ khác, trong khoảng thời gian mà chờ đợi mì đến thì các bạn có thể kêu hào chiên trứng. Hào chiên trứng là một món ăn thơm và ngon, một món ăn mà có một chút xíu vị chua chua. Còn cay thì các bạn có thể bỏ ớt vào. Nhưng mình cảm thấy là cái món ăn này ngon, mình chấm điểm duyệt món ăn này. Và dĩ nhiên khi đến đây thì chúng ta đừng nên bỏ qua cánh gà nướng. Bởi vì đây là một loại cánh gà được nướng trên bếp than nên mùi vị rất là ngon. Nếu các bạn hỏi mình thì nó ngon lắm hay không thì mình cũng thú thật là tiếu so với KL thì nó không ngon bằng. Nhưng mà trong khoảng thời gian chờ đợi chúng ta có thể ăn một món đó. Các bạn lưu ý cho mình là khi mà đi đến tiệm này là nhớ phải đi đến sớm, bởi vì tiệm mì này rất là đông khách và bán rất là mau hết. Nên mọi người khi mà đến tiệm này thì phải nhớ là chịu khó kiên nhẫn chờ đợi nhé. Rất là nhiều người ship hàng mua đem về. Khi mình đến hãy thử một loại mì này. Tiếp tục một món ăn nữa gọi là Putu Pudding. Đây là một món ăn mà có thể nói là cũng đặc sản của Malacca. Putu Pudding hay còn gọi là bánh gạo đường là một loại bánh gạo hấp hình tròn với thành phần giữa là đường nấu chảy. Cái tên Putu Pudding xuất phát từ hình dạng của khuôn, có nghĩa là dĩa trong tiếng Malay, và Putu chỉ đơn giản là có nghĩa là cái bánh. Tại sao mình nói là nó cũng là một đặc sản? Bởi vì trong cái đường đó là họ lấy đường của Malacca. Một loại đường thì người ta cũng nói là đường đốt đốt, nhưng mà mình tìm hiểu thì gọi là đường từ mặt hoa dừa. Có người nói là đường làm từ các loại cây cỏ khác nhau như là chà là, dừa nước, đường và đuông dừa vân vân. Nói chung là mình không biết, tại vì mình cũng không có thấy người ta sản xuất như thế nào. Nhưng mà một điều đặc biệt nhất là đường của ở Malacca rất là nổi tiếng, nên các bạn có dịp đến đây thì hãy mua loại đường này về để làm bánh biếu cho người thân hoặc là sử dụng trong gia đình mình nhé. Và còn rất là nhiều món ăn ở Malacca mà mình cũng chưa thể khám phá và ăn hết được. Bởi vì mình chỉ có một ngày ở nơi đây nên là không thể nào khám phá hết tất cả những món ăn ở nơi này. Mình rất là đặc biệt dành tình yêu với món nhồi nha. Nên hy vọng gần mai mốt sẽ có dịp đến đây để giới thiệu cho các bạn thêm nhiều món ăn về nho nha nữa. Clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị em đã theo dõi kênh của mình. Và mình xin hẹn các bạn tiếp sau. Nếu thấy thích hãy đăng ký kênh của mình xem như là ủng hộ, khích lệ kênh của mình nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.